Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 163 của bộ truyện dài tập Ngược Với Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 162 ngay sau đây. 163. Tiếp theo tập trước lại nói, lúc bây giờ Thạch Tuần Kiểm nghe Dương Lăng nói xong thì liền mừng rỡ. Chức quan địa phương kiểu phẩm này của y thật không dễ dàng mà làm được. Nếu như vì chuyện này mà bị bãi chức, trong lòng thực sự là không cam lòng. Giờ quốc công gia nói muốn bảo vệ cho y, cái mũ cánh chuồn này cũng đã vững vàng rồi, gió lớn cũng không thể thổi đi được nữa. Thạch Tuần Kiểm liền quỳ xuống, dập đầu mà nói, hận đà tạ quốc công, đa tạ quốc công đã cân nhắc, thì chức đang sai phó Tuần Kiểm truyền gọi tất cả binh đinh và dân cường tráng tới rồi. Lát nữa sẽ theo danh sách mà bắt toàn bộ phản nghịch, quan trọng về quy án thôi. Dương Lăng đứng lên, duỗi cái lưng nói, vậy thì được rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, ta cũng nên đi rồi. Quốc công gia, xin gượm đã nào. Thạch Tuần Kiểm hoang mang đứng lên, một người phụ trách văn thư bên cạnh ghi chép tờ công khai, lấy giấy bút mang tới, cung kính nói, quốc công gia, sáng sớm ngày mai, ty chức sẽ dẫn người tới phá hủy nơi gọi là hoàng cung của Đại Thuận Quốc, dựng bia ở đó, cảnh cáo cho hậu nhân. Xin quốc công gia đề bài thơ để báo cho hậu thế có người hoài nghi. Dương Lăng mỉm cười, tên Thạch Tuần Kiểm này là người luyện võ tục tằn, cũng hiểu được cách khoe khoang nhã nhặn, lấy lòng cấp trên. Đề thơ ư, ta nào biết làm thơ gì chứ, nếu đi tới chỗ nào cũng đều là mấy cô về, ta chẳng phải đã sáng tác thơ còn hơn cả hoàng thượng Càn Long rồi hay sao? Dương Lăng mỉm cười, đang muốn từ chối, bỗng trong lòng chợt nghĩ ra một ý tưởng, nhớ tới một bài thơ rất thích hợp. Tác giả của bài thơ này không phải là nổi tiếng, Dương Lăng cũng không nhớ được là xuất hiện ở triều nào và thời đại nào, nhưng ở kiếp trước hắn cũng đã luyện tứ pháp, đã từng viết qua bài thơ này, còn dán ở trong nhà mình nữa. Người dân Bá Châu lại liên tục bị lừa gạt, tất cả là vì chữ tham. Để lại bài thơ này để cảnh tỉnh người đời sau cũng tốt. Dù sao chỉ nói đề thơ mà không nói nhất định phải là mình sáng tác, do đó Dương Lăng liền vén ống tay áo lên, cười nói, được, vậy bổn công gia sẽ để lại một bài thơ để khuyên nhủ hậu nhân vậy. Thư pháp của Dương Lăng dù không xem là xuất chúng, nhưng cũng không có gì trở ngại. Hắn cầm bút lên, múa bút, Tống Tiểu Ái liền mài nghiên mực, đứng bên cạnh đứng xem, chỉ thấy Dương Lăng viết trên giấy, Trung Nhật bôn mang trích phi cơ, tài đắc hữu thực hữu tùy, chí hạ lăng la thân thượng xuyên, sĩ đầu hữu hiểm phòng ốc đê. Dịch thơ có nghĩa, suốt ngày bôn bả chỉ vì đói mới có được cơm ăn áo mặc, mua quần áo mặc trên người, ngẩng đầu lại ngại cái nhà thấp. Mọi người trên công đường bao gồm cả Giang Bân, nhiều người viết lách chưa cần xem là tốt xấu gì, chỉ biết chỉ trỏ, trầm trồ mà khen ngợi. Chỉ có Tống Tiểu Ái rất có tài học, thế đại nhân viết bài thơ có chút thô thiển như vậy, không những ngôn từ không đủ hay, cũng không hề có bình bình chắc chắc cái gì đó, e là khắc lên tấm bia sẽ có chút khiến cho hủ nho chê cười. Uy quốc công sẽ trở thành trò cười mà không lo lắng thay cho hắn hay sao? Thấy Dương Lăng dừng bút chấm chán, tiếp tục viết. Xây nhà cao và lâu đài, trước giường lại thiếu vợ đẹp, ái thê thiếp đẹp đều cần, buồn giàu ra ngoài không cưỡi ngựa, ngựa cưỡi mua ngựa cao, ngựa trước ngựa sau lại ít tùy tùng. Người nhà tụ lại khoảng chục người, có tiền không thế bị người nạt. Một quan tri huyện từ xa tới, lại nói quan nhỏ vị thế thấp, liền bâu víu vào các lão vị. Ngày ngày suy nghĩ chuyện đăng cơ, một ngày mặt nam tọa thiên hạ, lại tưởng thần tiên xuống đánh cờ. Động tân cũng nghi trên một ván, lại hỏi đâu là thang lên trời. Thang lên trời chưa kịp xuống, Diêm Vương phát bài quỷ thúc dục. Nếu như người này chưa tới hạn, dù có lên trời còn ngại thấp. Đọc tới đây, Tống Tiểu Ái không khỏi sáng bừng mắt lên. Bài thơ này không nói tới việc trang trí, không nói tới luật bằng chắc. Điều khó mà có được là ẩn ý kinh người, Tống Tiểu Ái cũng không khỏi hào hứng mà nghe. Dương Lăng viết xong, ném bút xuống nói,
Rời non có thể lấp biển, muốn khe khó bằng. Sau đó tính toán vất vả cả đời, đến cuối cùng vẫn không quá ba tấc đất. Nhưng muốn cho nhân thế từ những chuyện hoang đường này mà lĩnh ngộ ra, thức tỉnh ra. Rời non lấp biển, muốn khe khó bằng. Có những người có thể cảnh tỉnh từ câu chữ, lại có mấy người hiểu được đây. Chí ít Trưng Trung, Trưng Công Công là quyết không thể như vậy. Đối với Trưng Trung mà nói, cái gì cũng đều là hư vô, chỉ có vàng bạc mới là thứ có thực. Vì cướp đoạt tiền của dân, ông ta cũng đã tận hết sức lực rồi. Tiền tài quyên cho Tứ Thánh Tăng bị Chi Châu Nha Môn truy về cũng ghi chép con số vào sổ sách công đức cho ông. Trưng Trung không phải là một người phụ nữ không cần danh tiếng, chỉ cầu tiền bạc kiếp này kiếp sau phúc báo. Kiếp sau phúc hiện giờ cũng không trông cậy được nữa, càng một lòng một dạ đổ vào siêu cao thuế nặng hiện giờ. Trong hộ viện Trương phủ, đèn đuốc sáng trưng, vài người thắt cổ trên cây. Mùa đông không ngờ lại chỉ mặc đồ lót mỏng, quần áo rách dưới, dính đầy máu. Những người bị treo lên không biết là hôn mê hay là đã chết lặng, khẽ đong đưa trong gió rét, không hề dãy dụa run rẩy, cũng không khóc lóc kêu la thảm thiết. Trương Trung khoác một chiếc áo lông bào, từ trong phòng ấm áp bước ra. Quản gia Hàn Bính vội vàng cầm cây roi đẫm máu dẫn đường, cung kính mà nói: "Dạ, mời." Trương Trung hừ một tiếng từ lỗ mũi hỏi: "Sao, đã khai chưa?" Hàn Bính giọng đầy căm phẫn mà nói: "Dạ, cái tên keo kiệt danh bất hư truyền, tên tiểu tử ngài kính gì gì đó, lừa mình không buông tha tiền, tới bây giờ đều không có chịu khai." Ánh mắt của Trương Trung mãnh liệt trở nên châm chọc, giống như lợi hại đứng lên. Y chậm rãi bước tới trước mặt người đầu tiên bị treo cổ trên cây nói: "Tạt cho hắn tỉnh lại đi." Oạp một tiếng, một chậu nước lạnh tạt xuống giống như hàng vạn kim châm vào cơ thể. Ngải viên ngoại co quắp người lại, từ từ mà tỉnh lại. Trưng Trung cười mà như không cười nói: "Ngải viên ngoại, ta nói ngươi sao vẫn cố chấp như vậy chứ? Không phải là một cây san hô thôi sao? Không lo ăn, không lo mặc, chết cũng không buông tay là chuyện gì vậy? Bãi san hô đó cao 7 tấc, đây chính là bảo vật khắc thường, là thứ mà thương nhân như ngươi xứng có hay sao? Đó là mầm tai họa đấy." Trương Trung chỉ hai tay lên trời, cười gian xảo mà nói: "Đương kim hoàng thượng sắp đạp phi rồi, chúng ta muốn hiếu kính với hoàng thượng. Hoàng thượng gia giàu có bốn biển, còn thiếu cái thứ gì nữa đây? Không phải mang chút vật quý về cho hoàng thượng vui thôi sao? Cho người biết, loại san hô này gia nhất định là phải có được. Thức thời thì ngươi mau giao ra đi." Ngải Kính cười thả một tiếng nói: "Họ Trương kia, tiền của nhà ta tất cả đều bị ngươi cướp đi rồi. Cửa hàng, thương hiệu của ta cũng đều đổi thành tên của ngươi rồi. Bây giờ ngoài ngôi nhà nát và mấy trăm khoảnh đất đó ra, đã không còn gì có thể cho ngươi để ý tới được nữa rồi. Ngươi nghĩ kế, lại nghĩ ra cái san hô đỏ đỏ gì gì đó. Ông trời ơi, cuộc đời ta cũng chưa từng nhìn thấy cái loại san hô đó cao 7 thước đó bao giờ. Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Muốn bịp ta, lẽ nào nhất định muốn ép chết cả nhà ta mới được hay sao?" Trương Trung cười âm hiểm, vuốt cằm, chật chật vài tiếng nói: Ây da, coi nghi kìa, hả? Vợ, con trai, cùng con gái, một đại gia đình đều đã bị treo ở đây cả rồi. Ngươi còn không nghĩ tới mình thì thôi đi, còn không nghĩ cho vợ con hay sao? Nếu các ngươi đều không còn nữa, giữ cây san hô đó lại cho ai đây? Còn muốn làm đồ gia truyền ư? Nhà đều không còn nữa rồi, họ ngại. Gia nói trắng ra với ngươi, chỉ cần giao ra loại san hô đó, chúng ta tuyệt đối không làm khó ngươi nữa. Sao, như thế nào? Trời ơi là trời! Tên keo kiệt sớm đã bị người ta vặt trụi lông rồi, trong nhà có thể bị lấy hết đi rồi. Y thực sự không ngờ Trưng Trung lại không có nhân tính như vậy, chạy tới nhà của y ngầm thăm dò mỏ vàng, cướp đi của y hàng vạn lượng bạc trắng, sau đó lại giả như phát hiện cát vàng, làm bộ tiếp tục đào đất, đã lừa hết các cửa hàng của y đi. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại trăm khoảnh đất, miễn cưỡng có thể là một cái nhà nhỏ. Không ngờ hắn ta cũng không có buông tha cho mình. Ngải Kính nước mắt đầm đìa, ngửa mặt lên trời mà than: "Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem này. Ông đại từ đại bi, để người nhà tôi sống tiếp đi. Tôi thực sự không còn thứ gì tốt để giao ra nữa rồi. Trương Công Công, ngài đại phát tử bi, khế ước đất của tôi, khế ước nhà của tôi đều đưa cho ngài cả rồi. Ngài khai ân đi, khai ân đi." "Mẹ nó chứ, trên trăm khoảnh đất đổi lấy san hô đỏ 7 tấc hay sao? Ngươi định ăn mày hứ? Chưa thấy con tài chưa đổ lệ hay sao?" Trương Trung không giữ chửi, rồi ngáp một cái, nói với quản gia Hàn Bính: "Ra muốn về nhà ngủ rồi, ở đây giao lại cho ngươi vậy." "Lúc nữa cũng đi nghỉ ngơi đi.
Gia không tin cái tên keo kiệt hắn ta lại thực sự là bằng đất sắt đấy. Xem ra là đau khổ vẫn chưa nếm đủ đâu. Vâng, thưa gia. Hàn Bính đứng bên cạnh Trưng Trung vừa đi về vừa nói. Thế nhưng hôm nay dạy dỗ tên keo kiệt đó cũng đủ rồi. Chúng ta lấy danh nghĩa có thể đục khoét cổ vật của nhà họ mà họ cũng che giấu không báo quan. Cho dù có nói trong tay ngài có Hoàng Sai Mã Chính, thị thuế mà tìm mò vàng, nhưng không đưa hắn tới quan phủ mà dùng tư hình ở phủ của mình, một khi lan truyền ra ngoài cũng rất là phiền phức đây. Dương Chém Đầu có lẽ vẫn chưa đi đâu. Dương Chém Đầu thì quả là lợi hại rồi. Chúng ta bây giờ cũng đã biết sự lợi hại của hắn ta rồi. Nhưng hắn ta chẳng qua giết chết mấy tên giả thần giả thánh, có tư cách gì mà quản chuyện của bổn Khâm Sai đây? Phụng mệnh hoàng thượng xuất kinh trấn thủ, ta chính là gia của một mẫu ruộng chia ba phần này. Dương Lăng dù có muốn quản cũng không quản được chuyện này đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là 2 năm, Mã Chính cũng sẽ hủy bỏ. Hiện giờ còn không cẩn trương vơ vét thì còn đợi tới khi nào nữa đây? Tiểu Bính à, người nói gia quản chi phí ăn mặc của một đại gia đình dễ dàng lắm hay sao? Không dễ dàng, không dễ dàng chút nào cả. Chính là vì như vậy cho nên có thể nhân cơ hội sớm lấy được. Thời gian này có hạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Dạ, ý của ta là tên keo kiệt này keo kiệt không muốn giao sân hô ra đâu. Ta xem chừng là hắn ta muốn chống đỡ đến cuối cùng kìa. Dù sao cũng không phải là tội lớn gì cả. Ngày mai ngài có thể không thả người ra hay sao? Nghiến chặt môi lại, đối phó với tên keo kiệt, dù là dùng cách dao cùn cắt thịt thôi, hại chết hắn ta rồi cũng sợ là hắn ta không phục hay sao? Ý của ngươi là... Dạ, san hô đỏ 7 tấc cũng không nhỏ. Chúng ta đã lục soát qua ngài phủ rồi, không tìm thấy cái gì cả. Xem ra là đã vận chuyển đi giấu đi rồi. Chỉ bằng chúng ta giả ý mà thả hắn đi ra ngoài, sau đó ngầm cho người canh chừng bên ngoài nhà hắn ta. Tên keo kiệt coi trọng bảo vật vô giá này như vậy, một khi thoát thân ra ngoài rồi tất sẽ đi kiểm tra sân hô của hắn ta. Món đồ này chẳng phải lúc đó đã rơi vào tay chúng ta rồi hay sao? Y không khai ra cũng không sao cả. Hôm nay đã cho hắn ta chiêu độc rồi, sau khi thả người ra rồi hắn ta nhất định sẽ cho rằng đã qua được cửa này. Lúc đó tìm mấy tên du côn tới nhà hắn ta Trà đạp một phen. Chỉ châu nhà môn biết sẽ không chấp nhận vụ án của hắn ta đâu. Để cho hắn ta sớm muộn gì cũng không sống nổi. Dạ, ngài là không biết thôi, chứ những tên lưu manh đầu đường xó chợ đó thủ đoạn độc ác vô cùng. Có da chống lưng rồi, chúng có thể khiến cho tên keo kiệt này chết đi kìa. Có lý. Thôi được rồi, chuyện này giao cho ngươi, thả chúng ra đi, từ từ mà tiêu khiển. À đúng rồi, mùa đông tới rồi đấy, không nên đào nữa đi. Dạy dỗ tên keo kiệt này, trước tiên là thả bên này ra đi, đi cố an bên kia tìm mấy nhà phú hộ. Cái gì mà mộ phần, nhà cửa, điền sán, bắt bớ chỗ nào thì đào khoét chỗ đó. Không ép ra một nửa gia tài, tài sản thì đừng có nhà ra. Chờ tới mùa xuân toàn diện khởi công. Vâng, thưa gia. Hàn Bính đáp. Một năm qua tiểu thương và người bán hàng rong nhiều lên như vậy, bán thịt, bán đồ ăn, mở cửa hàng bán rượu, còn có liên hợp Vũ Long, đó đều là tiền. Không ngại ít, lại đi chiêu một vài lưu manh tới các trấn huyện đảm nhiệm thuế quan, thu thuế cho ta. Dạ vâng, thưa gia. Lại nói, gia đình cái tên được gọi là keo kiệt thê lương kia mà trở về nhà, tường bao trong nhà đã đổ hết xuống, khắp nơi trong vườn là hố, người hầu trong nhà đều đã bỏ trốn hết. Trong nhà thì trống rỗng, bếp lạnh, vại trống. Nhà người ta thì răng đèn kết hoa, nhà hắn ta nào có chút gì là đón năm mới đây. Nhìn thấy cảnh này, ngải kính và vợ con ôm đầu kêu khóc. Trương Trung đã ép kiệt hắn ta mới bằng lòng bỏ qua, đó là nhân vật thông thiên. Hắn ta chỉ là một người dân bé nhỏ, một thương nhân địa vị thấp kém, thời gian này còn biết sống thế nào đây? Kỳ thực Trưng Trung đã lấy hết của nổi của cửa hàng nhà hắn ta, cũng không có ý đuổi cùng giết tận. Nhưng Trưng Trung vì xảo trá, chuyên môn tuyển nhân lưu manh vô lại về dùng. Trong lúc này đã có một người đầu quân vào làm cho Trưng Trung, tên là Phương Vũ, là kẻ thù không đội trời chung của tên keo kiệt ngải kính này. Y vốn là làm buôn bán nhỏ, quan hệ với ngải kính rất tốt. Có một lần nợ hàng hóa, đối phương đã tới tận cửa nhà đòi nợ, y đã mượn tiền của ngải kính. Ngải kính là ông chủ đất, ta không cần, người khác cần, người khác cũng đừng nghĩ là chiếm được của ta dễ dàng. Chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, ngộ nhỡ cho mượn đi rồi lại không đòi được thì phải biết làm thế nào. Mặc cho ngươi nói lời ngon ngọt, ngải kính vẫn không đồng ý. Kết quả là Phương Vũ vì vậy mà bị người ta đòi nợ phá sản, từ đó đã ghi mối hận với ngải kính này vào lòng. 2 ngày trước khi bị phái tới ngải gia đào khoét thông đất, y chính là một tiểu đầu mục chỉ huy đám lưu manh nên được mùi báo thù. Vừa nghe Trương Công Công thu được bạc chuẩn bị thu công, Phương Vũ liền có chút không cam lòng.
Ta bây giờ hai bàn tay trắng, hắn ta còn có nhà, có đất, mối thù này báo không thoải mái chút nào cả. Phương Vũ âm thầm suy nghĩ, nảy sinh độc kế. Sau khi trở về liền có ý tuyên bố với xung quanh. Cây san hô đó trong phòng khách lão gia chúng ta dài hơn 3 thước, chính là kỳ chân. Hề, nhưng so với tên keo kiệt ngài kính thì cũng còn kém xa kìa. Ngài gia có loại san hô đó cao đến 7 thước kìa, hình dáng thì đáng yêu. Chúng ta dẫn người tới đào khoét, trong nhà có cái giường, tủ gì, đồ cổ ngọc quý tên keo kiệt đó đều không quán, chỉ lo đem chỗ san hô đỏ này mà chuyển đi rồi, e là đã hỏng một chút rồi. Đó là bảo vật vô giá đấy. Lời này truyền tới tai của Trinh Trung, y liền chú ý tới, liền cho gọi Phương Vũ tới hỏi. Phương Vũ nói có tận mắt nhìn thấy. Trinh Trung vừa nghe nói liền thấy hứng thú. Nhất khách không phiền nhị chủ, cần phải tiếp tục ép tên keo kiệt này. Kết quả là người đắc tội với tiểu nhân cũng gặp phải tên quan bẩn, lòng tham không đáy. Ngải ra bị gây sức ép tới chết đi sống lại. Người nhà lau khô nước mắt, vơ vét ít gạo từ đáy hòm, thật không dễ, nồi lửa nấu nồi cháo loãng. Người trong nhà bù đầu, mặt mũi tèm nhem, lấy chồng bát to lên, đang muốn ăn chút cháo loãng cho đỡ đói thì đoang một tiếng, một khối đá lớn ném vỡ chiếc nồi, khiến cho chiếc nồi sắt bị thủng một lỗ. Cháo nóng tóe ra khiến cho đại thiếu gia của ngài gia bị bỏng mà kêu lên. Chỉ thấy 7-8 tên lưu manh về mặt cật nhà bước vào, trong đó có một tên còn đi tập tễnh kêu lên. Họ ngài kia, ngươi là tên thiếu đức rồi, sao thuyết quỷ cửa nhiều như vậy mà cũng không quét đi? Tiểu gia ta từ chỗ đó tới bị ngã một cái kìa, ngươi nhìn xem. Lại nói lúc bấy giờ Dương Lăng và Giang Bân còn có nhân mã của tuần kiểm ti trấn Thắng Phương đồng thời trở về Bá Châu. Thực sự là áp tải đến chỗ này chỉ có hoàng đế và hoàng hậu bệ hạ Đại Thuận Quốc, còn có tả thừa tướng Phong Tiểu Mộc. Ba người chia ra ngồi lên 3 chiếc xe lừa, cũng không nhốt ở trong lồng giam, mỗi xe có 4 quan binh canh giữ. Có Giang Bân chiếu cố, hoàng hậu Vương Mãn Đường đã có giường chăn bông, trên đường đi còn có canh ấm nước nóng. Cô nương này không có tội gì. Với sự cảm kích, Vương Mãn Đường sớm đã quên đi chiếc xe lừa ở phía trước bị đuôi lừa quét tới quét lui, đánh hơi thẳng vào hoàng đế Đại Thuận Quốc Triệu Vạn Hưng. Ngược lại lại bắt đầu quyến rũ vị tướng quân trẻ tuổi anh tuấn quyền cao chức trọng là Giang Bân này. Giang Bân bị người đẹp này quyến rũ khiến cho dục tính nổi lên, nhìn thấy quốc công gia ngồi trong xe phía trước, thấy không ai chú ý tới mình, dứt khoát nhảy lên xe, trước tiên là cách chăn bông va chạm đùi kề vai, sau đó lại giả ý hai tay quá lạnh liền nắm lấy bàn tay mềm mại của người đẹp. Hai người bắt ni mày lại, liền biến chiếc xe tù lửa đen này thành giường theo xuân khuê, chiếm lấy tình cảm của người đẹp, vui vẻ thân mật cùng nhau. Đội xe đã tiến vào Bắc thành Bá Châu, ở đây không ngừng xây dựng thêm, đã có sự phân biệt trong và ngoài thành. Trong thành có tường thành, là tường thành đã được xây dựng từ trước đó rất lâu rồi. Ngoài thành cũng có đại hộ sống. Cùng trong nội thành, duy nhất có sự khác biệt chẳng qua chỉ là có một đường tường thành cổ, không có cửa thành mà thôi. Đúng lúc này có người lớn tiếng kêu thảm từ trong ngõ hẻm chạy ra, giống như nhìn thấy ma quỷ vậy. Chết rồi, tất cả đều chết cả rồi, đều chết cả rồi. Y còn chưa nói xong thì bị Lưu Đại Bổng Trùy nhảy xuống ngựa, túm lấy cổ áo quay ngược nửa vòng, sau đó hỏi: Kêu cái gì mà kêu, cái gì mà đều chết hết cả rồi vậy, nó linh tinh cái gì vậy? Người đó run rẩy nói: Ngài viên ngoại, cả nhà ngài viên ngoại đều chết rồi. Dương Lăng ở trong xe nghe thế vậy không khỏi chấn động. Xảy ra án mạng rồi sao? Hắn liền đẩy rèm cửa xe, chỉ thấy Tống Tiểu Ái giơ tay lên nói: Đội xe dừng lại. Sau đó cũng liền nhảy xuống khỏi ngựa, bước tới trước mặt người đó nói: Đừng sợ, chúng ta chính là quan gia, ở đây xảy ra án mạng gì vậy, dẫn chúng ta đi. Giang Bân nghe thấy có người hô lớn, cũng bất chấp bỏ lại khiêu tình cùng người đẹp, cố gắng nhéo bàn tay nhỏ bé một cái, cũng vội vàng chạy tới. Ngõ đó không nhỏ, xe ngựa cũng đủ để đi vào, nhưng Dương Lăng cũng đã xuống kiệu rồi, lệnh cho Đại Bổng Trùy dẫn người trông coi tù phạm. Mình và Tống Tiểu Ái cùng Giang Bân dẫn theo hơn 20 người đi vào ngõ nhỏ. Một gia đình ở phía trước thoạt nhìn cũng khá là giàu có, tường cao cửa lớn, trước cửa còn có 2 con sư tử đá, cạnh cửa còn treo chữ vàng sơn đen: Ngài phủ. Ngài phủ đến rồi. Người đó run rẩy chỉ về phía cổng chính nói: Chính là ở đây, tôi là người bán dạo ở đây, vừa từ ngoài về. Ngài phía ngoại nhờ tôi mua ít trưởng bạch sâm chính tông, hôm nay trở về tôi liền tới nhà thăm hỏi, ai ngờ cửa lớn không thấy có người đón khách, tôi liền đi vào thấy chết cả rồi. Giang Bân vừa nghe xong sặc lên một tiếng,
hai thanh chẻ mã đao chém ra như rải lụa, thả người nhảy xuống, một bước từ thềm đá tiến vào trong cửa. Y giống như con bọ ngựa lớn, giơ song đao lên nhìn xem, quay đầu rồi lại nói: "Ở đây không có người, hạ quan đi trước mở đường, bảo vệ quốc công gia." Nói xong, nắm chặt song đao, đi thẳng đến phòng khách. Dương Lăng không quan tâm, dù thật sự là có hung thủ, lúc này cũng đã sớm đã chạy mất dạng rồi, còn ở lại trong phủ chờ bị người ta phát hiện để hành hung tiếp hay sao. Hắn đập vạt áo, ngẩng đầu bước thẳng vào. Tống Tiểu Ái và đám thị vệ bao quanh lấy Dương Lăng, vừa bước vừa đi về phía đại sảnh. Trong sân có hoa đàn, có giả sơn, xung quanh tường không biết đã bị đổ rất nhiều, còn có nhiều nơi đất mới bị lật lên, xem ra giống như đang ở vào thời kỳ xây dựng nhà cửa, rõ ràng là có chút kỳ lạ. Đi qua bốn cây tùng đón khách, chỉ thấy cửa chính đại sảnh chỉ mở một nửa. Có thể thấy Giang Bân chống song đao đứng ở đấy, đang nhìn về phía trước. Dương Lăng bước lên bậc thềm, liền thấy dưới đất có một túi tiền, bên cạnh còn có mấy cành nhân sâm, có lẽ chính là hàng của người thương nhân đó mang tới. Giang huynh, phát hiện... Dương Lăng vừa bước vào trong cánh cửa, vừa nói được nửa câu đã dừng lại ở đó. Một luồng khí lạnh từ dưới đất xông vào tận tim. Trong phòng khách vắng ngắt, mơ hồ còn có thể thấy được sự phồn hoa và phú quý ngày xưa. Đại sảnh trống trải, treo lấy bốn người đầy máu loang lổ, sợi dây từ trên sàn nhà thả xuống, dưới đất ghế đổ xuống. Bốn người tóc dài lật mặt, thân thể bị treo lên cũng không nhìn rõ là nam hay nữ. Do vì cửa mở, âm phong thổi vào, cơ thể đó còn đang khẽ lắc lư trong gió. Tống Tiểu Ái kinh ngạc hét lên, sau đó liền che miệng quay sang chỗ khác. Thi thể phía trước nhất bị gió thổi lắc thành vòng tròn, gió thổi vào mặt khiến cho tóc bay rối mù lên, lộ ra khuôn mặt với đôi mắt trợn trừng, thè lưỡi tím tái. Tống Tiểu Ái kéo tay áo Dương Lăng, thấp giọng nói: "Đại nhân." Dương Lăng biết nàng dù dũng mãnh thiện chiến cũng không phải là người sợ chết, nhưng trên chiến trường giết người và nhìn thấy cả gia đình treo cổ tự tử, cảm nhận trong lòng cũng có sự khác biệt, liền kẽ gật đầu nói: "Ừ, cô ra ngoài trước đi." "Không phải, đại nhân, người nhìn phía sau." "Sao? Phía sau sao? Phía sau chẳng qua chỉ là một bức tường mà thôi, có gì đáng xem chứ?" Dương Lăng vẫn quay người lại phía sau, chỉ thấy trên bức tường trắng tuyết có ba hàng chữ được vạch dưới đất, dường như là dùng côn gỗ để viết thành. Chữ viết sâu vào bức tường, cũng không biết đã dùng bao nhiêu khí lực. Mây đen che mặt trời, đáng hận là gian quyền. Kỳ oan khó tuyết, chỉ cầu trên trời có thanh quan. Oan. "Bẩm đại nhân, ngài viên ngoại là thương nhân bản địa, người này giỏi về đầu cơ kinh doanh, thu lợi kích xù. Ông ta thì đừng nói đến cho ai một cái gì cả, làm ăn thì thích tính toán chi ly, lợi nhỏ cũng không nhường ai cả, cho nên ông ta có biệt danh là gà chống sắt. Tuy nhiên ông ta đối nhân xử thế cũng là thật thà, không có khoa trương. Nghe nói gần đây chấn thủ thái giám trên cung công phụng chỉ đến thăm dò mỏ vàng ở vùng này, đào đến điện thổ nhà ngài viên ngoại. Ngài viên ngoại cầu thần bát phương, bái Phật tứ hướng, tìm các mối quan hệ, hy vọng Trương Công Công có thể di rời địa chỉ thăm dò." Dương Lăng hỏi: "Sao? Bá Châu có mỏ vàng sao? Nếu như Bá Châu mà có mỏ vàng thật, bách tính ít nhiều cũng có lộc, cái mảnh đất đói khổ này lập tức có thể được chuyển mình rồi. Tuy nhiên mạch vàng sao có thể nhỏ như vậy, cần thiết phải đào cả nền nhà người ta lên như vậy không?" Dương Lăng không hiểu lắm về phương pháp thăm dò khoáng vật thời cổ nên buột mồm hỏi vậy. Tên thị vệ được phái đi dò la tin tức nói: "Nghe nói là mời một vị đại sư về phong thủy tới, đã xem phong thủy cho rất nhiều hộ giàu có rồi, người này đoán định ở vùng này tất có mạch vàng." Dương Lăng dựng ngược lông mày lên, nói vẻ nghi hoặc: "Xem phong thủy ư? Thăm dò mỏ vàng lại xem phong thủy sao?" Hắn nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Có rất nhiều ngành khoa học thời cổ đại chưa phân công rõ ràng, nhiều kiến thức khác nhau lẫn lộn trong các nghề nghiệp truyền thống, như một số thầy cúng chữa bệnh thực ra bao gồm những kỹ năng của ngành bác sĩ tâm lý, còn về thầy phong thủy cũng chưa hẳn là sẽ không hiểu địa chất. Hắn nhớ là đã từng xem một mẩu tin trên báo nói rằng năm xưa thời Hậu Kim lập quốc đóng đô ở Phụng Thiên, đó là bởi thầy phong thủy nói nơi đó nằm ở trên lưng con rùa thần, dưới đất có rùa thần thượng cổ đỡ lưng, cho nên giang sơn có thể trời yên bề lặng. Những lời này cố nhiên là để lấy lòng đám quan chức thôi, còn với phát hiện ngày hôm nay địa chất vùng này là một đới nham thạch rất lớn, cho nên tương đối vững vàng, khó mà xuất hiện động đất lớn. Quả là một nơi khá lý tưởng để xây dựng thành trì quan trọng. Tin tức đó đưa rằng phải dùng thiết bị hiện đại thăm dò tới độ sâu hàng trăm mét mới phát hiện ra. Thật kỳ lạ là thầy phong thủy thời cổ đại căn cứ vào cái gì mà tính toán được như vậy. Lúc đó Dương Lăng cũng chỉ biết thế,
chứ không rõ cái tin đó có đáng tin cậy hay không. Nhưng điều đó cũng khiến cho hắn cảm thấy rất ấn tượng. Dương Lăng bình tĩnh nói, tiếp tục kể đi, sau đó thì thế nào? Dạ vâng, chúng tôi lén tìm tới người nhà đã bỏ trốn của Ngải Gia, hỏi bọn họ. Nghe nói Ngải Gia đã chi một khoản tiền lớn. Trương Công Công vốn đã quyết định rời địa điểm thăm dò rồi, nhưng đúng vào lúc đó, dưới đất Ngải Gia lại phát hiện ra dấu vết của mạch vàng thật. Lúc này, để giữ lại đất đai nhà cửa, Ngải Gia đành phải chi ra thêm một khoản lớn nữa. Trong tay chẳng còn đồng dư nào cả, cả cửa hàng cũng đem bán nốt, đi lo lót chỗ này chỗ kia, thì Trương Công Công mới lấy lòng cho. Chỉ tiếc rằng Ngải Gia gặp hạn, lúc đó lại có người tố giác bọn họ muốn giấu cổ vật đào được khi đào huyệt mà không giao nộp cho triều đình, vì thế lại bị Trương Công Công đẻ ra hỏi. Kết quả là cả nhà quay về thì... Tống Tiểu Ái dựng lông mày lên, uất hận mà nói, đại nhân không cần nói tiếp nữa đâu, đây rõ ràng là Trương Công Công mượn cớ để vơ vét mà. Thăm dò mỏ quặng cái gì chứ, mà đến cả đến nhà người ta cũng... Đó là ngoại thành đấy, chứ nếu mạch vàng mà nằm ở trong nội thành Bá Châu thì cả thành phố phải chuyển đi hay sao? Hơn nữa được đằng chân lại lân đằng đầu, rõ ràng là nhăm nhe tài sản của nhà người ta, cố tình vơ vét. Cái loại tham quan ô lại này cần phải nghiêm trị. Dương Lăng lặng lẽ nhìn nàng, lên tiếng hỏi, vậy nghiêm trị như thế nào? Ép người ta tan nhà nát cửa, cả nhà thất cổ tự tử vào đúng ngày rằm tháng giêng. Cái loại tham quan vô nhân tính như vậy không đáng bị chặt đầu hay sao? Dương Lăng nén giận mà nói, nói đúng lắm. Vấn đề là ai chặt đầu ông ta kìa? Là Uy Quốc Công Phụng Chỉ kê biên tài sản ảm ra, hay là Kinh Sư Hoàng Am hộ pháp Tống Đại Tướng Quân đây? Tống Tiểu Ái đỏ bừng mặt, cố chấp mà nói, thế nhưng chúng ta có thể bẩm báo Hoàng Thượng mà. Dương Lăng cười nói, Trương Trung là trấn thủ thái giám vùng này, quyền hành rất lớn. Muốn chứng minh đào được vàng cát ở trong Ngải Gia rất là dễ dàng. Kể cả muốn tìm ra nhân chứng, vật chứng, chứng minh Ngải Gia cất giấu cổ vật thì cũng dễ như trẻ bàn tay vậy. Kiện lên Hoàng Thượng thì được ích gì đây? Có những chứng cứ đó rồi thì việc Trương Trung sát hỏi Ngải Gia cũng chẳng có tội. Là người Ngải Gia nghĩ quẩn mà tự vẫn nó thôi, chẳng thể đổ cái tội đó lên đầu Trương Trung được. Nếu không thì sau này sao có thể trấn an trấn thủ thái giám các nơi được đây? Huống hồ còn có tên Lưu Cẩn gây trở ngại nữa chứ. Tống Tiểu Ái giận đùng đùng nói, vậy chúng ta cứ dương mắt mà nhìn hay sao? Đại nhân, Tiểu Ái chiến trường giết giặc chưa bao giờ nâng tay, nhưng khi nhìn cái thảm cảnh cả nhà táng riêng treo cổ tự vẫn này, trong lòng đến giờ vẫn còn ớt đức đây này. Lẽ nào chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước những hòa hại đó hay sao? Cứ để ông ta lợi dụng chức vụ mà ngang nhiên hãm hại từng gia đình một, khiến bách tính nhà cửa nát tan hay sao? Dương Lăng trầm ngâm một lúc rồi nói, những việc này ta cần phải tìm hiểu tình hình kỹ càng hơn, sau đó mới có thể định đoạt được. Tiểu Ái, cái biến hóa khôn lường của quan trường còn gấp bội phần chiến trường. Ra tay không tính kỹ là dễ bị rơi vào bị động, không thể nắm được chỗ trọng yếu là còn công toi mọi sự cố gắng kìa. Chỉ có mỗi một sự nhiệt tình thôi thì không đủ. Các ngươi tạm thời về nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya rồi, ta còn phải viết tấu chương về việc kê biên tài sản Nam Phú và Đại Thuận Lập Quốc ở Thắng Phương Trấn. Bọn Tống Tiểu Ái bất đắc dĩ đành phải chắp tay cáo từ. Dương Lăng chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong căn phòng trống rỗng một hồi, đoàn bỗng nhiên đi về phía cửa sổ, đẩy cánh cửa ra. Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào phả vào mặt của y. Hắn chậm rãi ngồi xuống trước cái bàn kê ở gần cửa sổ, mặc cho gió lạnh thổi vào, cầm bút viết tấu chương trình lên Hoàng Thượng. Dương Lăng viết hai bản tấu, một bản chỉ sơ lược nói về những việc phát sinh gần đây ở Bá Châu, việc kê biên do đó không thể hoàn thành đúng thời hạn. Bản tấu này sẽ gửi trực tiếp đến Thông Chính Ty, ước tính sẽ rất nhanh được chuyển tới chỗ Lưu Cẩn. Còn khi thấy kẻ bị nhiều người ghét như hắn không kịp quay về, Lưu Cẩn thế nào cũng mừng. Còn một bản tấu thì không nho nhã như vậy, nói là tấu nhưng cũng giống như gia thư. Hắn trước tiên là hỏi thăm, chúc Tết Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, sau đó mới nói rõ vì muốn bán tài sản của Ảm Gia, cố gắng bán được giá tốt để tránh việc khi xây Hoàng Am phải động tới quốc khố. Vì thế việc xử lý tài sản đất đai nhà cửa khá mất công sức cũng như thời gian. Có những bảo vật quý giá còn phải vận chuyển đến những vùng chủ phú ở Giang Nam để bán được giá tốt. Cần phải phân loại từng cái một. Viết đến cuối, Dương Lăng không quên kể chuyện đám ngu dân tự xưng đế ở Thắng Phương Trấn bị mình phát hiện, chỉ cần cử hai gia đình đi là tóm gọn được kẻ phản nghịch. Dương Lăng viết rất khoa trương thêu dệt, cứ như thể đang kể về trò chơi trẻ con vậy, đồng thời cũng cố tình nhắc tới sự kiện hoàng đế xử trí đám ngu dân năm xưa, nhằm hy vọng thì hoàng đế chính thức xem xong liền cười bỏ qua mà không cần truy cứu ở Mỹ làm gì. Không thì nếu coi nó thành đại án làm phản
là hàng trăm người bị tru di cửu tộc, e rằng hàng vạn người phải chịu cảnh máu chảy đầu rơi. Khi viết xong, Dương Lăng dừng bút trầm ngâm hồi lâu, rồi lại thêm vào một dòng cuối: bọn Mã Tặc ở Ba Châu đã tuyệt tích từ lâu, nhưng thần ở Ba Châu kinh hãi nghe tin về bọn hại dân hại nước mà họa Mã Tặc không so sánh được. Quan lại thì hồ bái, giả thánh hoàng hoành, cướp đường lúc cần lúc hiện, còn gây hại gấp cả chục lần Mã Tặc kia. Thần thấy con dân của hoàng thượng chịu khổ như vậy, trong lòng rất khủng hoảng. Thần được hoàng thượng ân sủng, không dám không cúi mình tận tụy. Ba thứ hại này không diệt đi, bách tính Ba Châu khó yên được. Vậy thần xin đi dẹp loạn, nguyện núp giữ hy vọng của bệ hạ, trừ tham quan, diệt thảo khấu, giữ yên lành một phương, để tránh bị lộ thông tin kinh động đến bọn tham quan thảo khấu, khiến chúng có thời gian đề phòng, nên thần mật dâng bản tấu này. Xin hoàng thượng ân chuẩn, cho phép thần tiết chế các quan viên phụ trách quân chính ở Bá Châu này. Viết xong bản mật tấu, Dương Lăng thổi thổi viết mực, trên phong bì tựa rằng: nhất tiên kính dâng hoàng thượng vạn tuế. Sau đó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời bên ngoài trong trẻo, trăng sáng vằng vặc, một nhành hoa mai đu đưa trước gió, thân cây uốn lượn, bông thì còn ngậm e ấp, bông thì ngạo nghễ nở to. Đêm đã về khuya, không khí âm u tĩnh mịch. Gió thổi khiến cành cây lay động, những bông hoa đung đưa trong gió. Trước mặt Dương Lăng mơ hồ hiện lên bốn thi thể lơ lửng trong không trung, và ánh mắt có đôi chút thất thần thất vọng của Tống Tiểu Ái. Hắn chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía mặt đêm tĩnh mịch, than dài một tiếng: mặt trời chiều minh vẫn mọc ở đằng đông, dòng nước xiết cũng chẳng thể vùi dập lòng người tráng sĩ được. Bất luận ai coi Dương Lăng ta như con hổ mất nanh, đều sẽ phải trả cái giá thịt nát xương tan. Lại nói, lúc bấy giờ Lưu Cẩn giận dữ đập bàn chửi bới: vẫn không ngừng gây chuyện chọc máy ư? Cái thằng danh con Dương Thận kia đã an phận rồi, lại tòi ra cái thằng si quỷ. Gã nói thế nào chứ? Chúng ta đi nhờ vả rồi, gã vẫn không chịu chỉnh chiến công Du Lâm lên sao? Tiểu thái giám đứng bên cạnh cúi mình nói: Vâng, si đại nhân nói, năm nay biên thủy không có chiến sự lớn, báo công Du Lâm lên tới hơn 120 tướng lĩnh, chém 1.400 thủ cấp tướng địch. Tuy nhiên, trước đó đều không có báo cáo cụ thể về tình hình chiến sự, cho nên phải thẩm tra lại một phen, để tránh nhận bừa chiến công, thậm chí giết bách tính, giả mạo quân địch kìa. Khốn kiếp mà, thể diện của ta mà gã dám xúc phạm ư? Chỉ là một tên cấp sự trung lục phẩm tiếp diêu. Lưu Cẩn tức giận đến lông tóc dựng ngược, mặt mũi trần trừng. Y đã đốc thúc thần anh gạ gẫm phía Du Lâm dâng cho y lượng lớn vàng bạc, thì gã sẽ đồng ý ghi công khao thưởng, tăng thêm quan lộc cho bọn họ. Nào ngờ cuối cùng lại đổ bể bởi cái tên cấp sự trung tiếp diêu si quỷ. Lưu Cẩn oán hận chửi bới xong liền hỏi: Khi nào gã đi Du Lâm thẩm tra vậy? Dạ, sáng sớm mai sẽ đi theo xe ngựa của quân báo. Lưu Cẩn nhíu mày nghĩ một hồi rồi cười lớn: Sai người tặng quà cho gã, nếu gã chịu nhận mà bỏ qua việc này thì coi như ổn. Nhưng nếu gã không chịu, sai người mang mấy thứ đến phủ, gã dưới danh nghĩa là gã gửi về, đợi gã về kinh thì bắt luôn với tội tham ô, nhận hối lộ, trực tiếp đưa đến cẩm y vệ. Vâng. Tiểu thái giám vội đáp. Lúc này lại có một tiểu thái giám khác vội vã chạy vào nói: Công công, quốc tử giám tế tiểu vương đại nhân tới, muốn gặp công công. Hứ, quốc tử giám tế tiểu ư? Gã đến làm cái gì? Lưu Cẩn tầm nghĩ, lẽ nào là đến dâng lễ sao? Lưu Cẩn ngồi trên ghế nói: Gọi gã vào. Quốc tử giám tế tiểu Vương Văn Phượng vội vã đi vào, khi thấy Lưu Cẩn vội bái sát đất mà nói: Hạ quan Vương Văn Phượng xin bái kiến Lưu công công. Lưu Cẩn nheo mắt liếc y một cái, đoàn thông thả ung dung mà nói: Đứng dậy đi, đến gặp ta có việc gì vậy? Vương tế tiểu vừa cười vừa nói: Công công, hai hôm trước ngài có lệnh cho quốc tử giám tăng thêm chi tiêu cuộc cho học sinh thiểm tây, còn bảo lãnh cho 6 văn sinh, hai võ sinh. Đúng vậy, thì sao? Lưu Cẩn mất kiên nhẫn hỏi. Vương Văn Phượng hễ thấy sắc mặt của Lưu Cẩn, trong lòng có chút sợ sệt, lắp ba lắp bắp mà nói: Việc này tăng thêm chỉ tiêu học sinh, thái học sinh thiểm tây đã khiến cho đám thái học sinh nhốn nháo cả lên rồi. Mấy đứa học sinh mà công công bảo lãnh gửi đến ở trong quốc tử giám không được ngồi yên cho lắm. Hôm qua còn đánh bị thương một thái học sinh Quý Châu, đến nay có rất nhiều người tìm hạ quan kháng nghị, đến cả mấy vị ti nghiệp chủ bộ cũng rất là bất mãn.
Lưu Cẩn đang phiền lòng vì phải nghĩ về việc đề bạt cho hơn 100 tướng lĩnh đã đút lót cho y. Mà đó đâu chỉ là đút lót, thế lực của y trong quân đội trước giờ luôn thấp kém. Dương Lăng tuy đã lui nhưng ảnh hưởng thì còn lớn hơn y rất nhiều. Chỉ có nhanh chóng đề bạt những tướng lĩnh y tiến cử thì mới có thể khiến cho quân đội nghe lời chỉ huy của y. Đó mới là việc lớn. Đám thư sinh Quốc Tử Giám còn gây thêm phiền phức gì đây? Lưu Cẩn đập bàn cái rầm, tức khắc đứng dậy, chỉ mặt Vương Văn Phượng mà chửi. Khốn kiếp, rác rưởi, cái đồ vô dụng. Ta còn bao nhiêu là việc quốc gia đại sự phải lo lắng, cái việc vặt vãnh còn con như vậy cũng bày đặt mang đến phiền ta sao? Thái học sinh không lo mà đọc sách, còn chó mõm cái gì? Không yên phận thì cuốn gói mà cút đi. Ti nghiệp, chủ bộ bất mãn sao? Được, được lắm. Còn mấy chức quan vặt vãnh đang lo không có người đảm nhận đây. Một ngày, số người đến xin chức đông như kiến cỏ, có ai mà không phục đây? Đuổi hết bọn chúng đi, mau dọn chỗ cho người tốt đến. Còn ngươi nữa, cái chức tế tiểu ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Việc lớn thì không xử lý được. Tế tiểu, lấy vật gì mà tế đây? Mẹ nó chứ, cái đồ lông lớn. Vương Văn Phượng bị chửi cho quỳ dạp xuống, cuống quýt dập đầu nói. Hạ quan biết tội. Y vội vã, lau mồ hôi, sợ Lưu Cẩn trong cơn điên mà phế chức của y thật, đoạn vội vàng định hót. Hạ quan tới, không phải là để kể khổ với công công, là thấy có nhiều lời oán thán của thái học sinh và quan viên, đều là vì không hiểu nỗi khổ tâm của công công thôi. Công công làm việc nghiêm minh, lệnh ban như sơn, nhưng quan viên quan võ thì cố chấp thủ cứu, không biết lĩnh hội, cho nên... Y ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Cẩn, cười bồi mà nói. Cho nên hạ quan muốn mời công công đến thái học thị sát, giảng cho thái học sinh về quốc gia đại sự, cho bọn họ thấy nỗi khổ tâm của công công. Ngoài ra hạ quan còn muốn kết hợp cùng mấy vị đại nhân biên tập những lời phát biểu, chính lệnh, các yêu cầu và các ví dụ thực tế giải quyết công vụ của công công, thành 6 bộ sách theo trình tự, để làm pháp lệnh ban bố toàn quốc kìa. Các quan viên có cái mà chấp hành sẽ không làm việc mù quáng nữa kìa. Vương Văn Phượng lui ra bên ngoài, vừa lúc gặp một văn nhân áo trắng, mũ cao, ăn mặc tao nhã, tay áo thì bồng bềnh đi vào. Y không nhận ra người này là ai cả, nhưng nhìn khí phách oai phong đường hoàng, điềm tĩnh tự nhiên, mắt nhìn khung cửa, dường như là một nhân vật phi thường nào đấy, liền cúi đầu mà hành lễ. Đây gọi là đa lễ không đáng trách. Vương Văn Phượng hành lễ xong, ngẩng đầu lên định nói vài câu, nhưng người vừa rồi đã biến mất đâu mất. Quay đầu nhìn chỉ thấy người đó đã đi vào đến đại sảnh từ lâu, đoạn nghĩ chắc người đó đã quen đi như vậy. Còn đang ngây người ra nghĩ vì sao y không bị cái bậc cửa ngáng chân nhỉ. Hiệu trưởng Vương này đành sờ sờ mũi, ngại ngùng mà đi thẳng. Lưu Cẩn thấy Lưu Sứ Kiệt xem chừng rất vui, y rất kính trọng vị danh sĩ đồng hương này. Thấy ông ta đến, bèn vội vàng tươi cười mà nói. À, tiên sinh đến rồi, mời ngồi đi. Người đâu, dâng trà. Tiên sinh, việc xây cung đến đâu rồi? Lưu Sứ Kiệt vừa mới ngồi xuống, Lưu Cẩn đã không đợi được mà hỏi luôn. Lưu Cẩn đến nay quyền cao chức trọng, uy danh khắp thiên hạ, không ai dám kháng cự lại y. Trong cơn đắc ý, bèn muốn làm rạng rỡ tổ tông, khẩn cầu trường sinh. Y cho xây Huyền Minh cung ở ngoài Triều Dương Môn, thờ tự Huyền Minh hoàng đế. Do tài chính trong triều khó khăn nên chính đức vốn không đồng ý. Lưu Cẩn bèn dùng hoa ngôn xảo ngữ nói rằng công chúa điện hạ Vĩnh Phúc để cầu phúc cho thái hoàng thái hậu đã xuất gia tu hành, cảm động càn khôn, lại thỉnh nguyện yêu cầu xây một cung điện hoành tráng để cầu phúc cho thái hoàng thái hậu, để thể hiện lòng kính yêu của chúng thần dân. Nếu hoàng thượng không đồng ý, e là khó tránh khỏi làm tổn thương đến tấm lòng bách tính đó. Chính đức nghe vậy rất vui, liền hạ chỉ cho Lưu Cẩn toàn quyền lo liệu xây Huyền Minh cung ở ngoài Triều Dương Môn. Lấy liều đó làm cái cớ, Lưu Cẩn đã chiếm đoạt hàng nghìn mẫu đất ở ngoài Triều Dương Môn. Hoàng am ở ngoại ô phía tây kinh thành còn chưa động thổ, phía Triều Dương Môn đã hừng hực khí thế làm việc ngay giữa mùa đông lạnh giá. Lưu Cẩn cho phá dỡ gần 2.000 nhà ở của người dân, khai quật gần 3.000 ngôi mộ. Lưu Cẩn không dám quá đáng đến mức để bách tính chết cóng giữa mùa đông. Tiền chuyển nhà và đất đai tái định cư thì y phê cả, nhưng đất chôn thì phải trả thêm tiền. Như vậy, ngoài số ít quan viên đại phu có tiền mua đất ra, đại bộ phận dân thường căn bản không có tiền mua đất chôn, đến nỗi xương trắng nổi nhăn nhản trên mặt đất, tiếng chửi rủa của bách tính vang vọng không ngớt ở trong thành. Sau đó Lưu Cẩn lại phái người của Đông Sưởng đến từng nhà thương gia phú hộ vận động quyên góp, thử hỏi mấy thằng sai dịch của Đông Sưởng mang cái nụ cười giả tạo đến nhà người ta xin tiền, mồm năm miệng mười nói rằng làm như thế là để thể hiện lòng hiếu thảo. Xây Huyền Minh cung vì sự an nguy của phượng thể thái hoàng thái hậu thì ai mà dám không nôn ra, ai mà không dám lộp tiền đây.
Lưu Cẩn trong mắt Chính Đức quả nhiên là cao thủ trong việc thu xếp tài chính. Dùng biện pháp này, chỉ trong có nửa tháng ngắn ngủi đã huy động được hơn 40 vạn lượng bạc, đủ để xây một đại điện đồ sộ và hành tráng. Lưu Cẩn nhân cơ hội này đánh tiếng với Chính Đức, nói rằng y vì Thái Hoàng Thái Hậu xây cung cầu phúc, trong lòng nhớ về phụ mẫu thân sinh, thường đến đêm khóc thầm, trong lòng bất an. Nhưng vì phải hầu hạ hoàng đế mà không thể làm tròn đạo hiếu, xin Chính Đức hoàng đế niệm tình y hầu hạ bấy nhiêu năm nay mà ban tặng một bức hoành để lập một miếu thờ trước bộ phận của phụ mẫu, bày tỏ niềm vinh quang. Lời yêu cầu này Chính Đức đồng ý ngay, bèn đưa tay viết hai chữ Trung Nghĩa trao cho Lưu Cẩn. Lưu Cẩn nhận lấy đề tự của Chính Đức, tức thì lập giả chiếu, mệnh lệnh quan địa phương Thiểm Tây mời thầy phong thủy đi thăm dò, tìm ra mảnh đất có phúc, lấy 50 mẫu đất ra xây dựng, lập cho phụ mẫu Lưu Cẩn mộ đá từ đường bằng đá có bia đình bảo vệ, trong quần thể còn cho xây thêm miếu Nghĩa Dũng Vĩnh An, cả lăng mộ dựa theo quy cách của vương hầu. Quan phủ địa phương Thiểm Tây dù có tận lực phụng mệnh cũng không lấy đâu ra nhiều tiền bạc như thế. Hơn nữa, đó là quê hương của mình, Lưu Cẩn đối đãi rất tốt với đồng hương, không nhẫn tâm bắt phủ lão quê mình phải bỏ tiền. Số tiền này đương nhiên là bổ đầu bách tính trong kinh thành. Lưu Cẩn mượn cớ xây Huyền Minh Cung đã bóc lột được hơn 40 vạn lượng, trích ra 8 vạn lượng trong đó gửi về Thiểm Tây, dùng để xây mộ, lập từ đường cho phụ mẫu mình. Lưu Cẩn cũng biết thuộc hạ của y đứa nào cũng tham lam, nếu như giao hết việc cho bọn chúng thì tất sẽ bị lớp lớp xà xẻo, mà Lư Sĩ Kiệt thì không tham tiền, cho nên giao hết mọi việc cho hắn quản lý. Lư Sĩ Kiệt chắp tay nói: Lưu công, kinh phí dùng để xây Huyền Minh Cung còn thiếu gần 10 vạn lượng, bây giờ vừa mới bắt đầu thi công thôi nên cũng không vội, chỉ là đến giai đoạn cuối tất sẽ thiếu thốn, chi bằng sớm chuẩn bị sẽ tốt hơn. Lưu Cẩn kinh ngạc, buột mồm mà nói: Còn thiếu nhiều vậy sao? Lúc đầu chẳng phải... Y nói được nửa câu thì mới nhớ ra là mình đã bỏn rút mất 8 vạn lượng, nên ngân lượng bị thiếu là đương nhiên đành phải chữa lại. Đã như vậy thì lại cử người đến nhà thương nhân phú hộ vận động là được chứ gì? Lư Sĩ Kiệt khuyên nhủ nói: Lưu công công, ý này chỉ e rằng không ổn. Ở đây dù sao cũng cần với thiên tử, rất nhiều thương nhân phú hộ đều có quan hệ mật thiết với đám hoàng thân quốc thích kìa. Lần thu tiền lần trước đã khiến cho bọn chúng bất mãn lắm rồi, lần này mà lại bắt nộp nữa thì lời oán than của đám người đấy truyền đến ông trời cũng phải nghe mất thôi. Lưu Cẩn đột nhiên bừng tỉnh: Tiên sinh lo lắng đúng lắm, đúng lắm. Rồi y nhíu lông mày nói tiếp: Thọ còn không ăn cỏ gần hang, ta không thể quá đáng với kinh thành, nhưng 10 vạn lượng không phải là số ít đâu, lẽ nào bắt ta tự rút thầu bao ra ư? Thật đáng ghét mà. Tuần phủ các nơi phải còn vài tháng nữa mới vào kinh, không thì số bạc này... Đoạn mắt đi sáng rực lên nói: À đúng rồi, Trương Trung trình báo lên nói rằng Bá Châu có mỏ vàng, xin được thăm dò, không biết tình hình bây giờ như thế nào rồi đây. Hả, việc này cứ giao cho gã đi. Tiên sinh chớ vội, ta lập tức lệnh cho Trương Trung gom đủ 10 vạn lạng bạc, trong 2 tháng sẽ tiếp tế cho kinh thành. Huyền Minh Cung là xây cho Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng thượng cũng rất là quan tâm, nên tuyệt đối không được trì hoãn. Lại nói cũng trong lúc bấy giờ, Phan Mạch Ly thấp thỏm lo lắng lên tiếng nói: Trương công công, hiện giờ mà dòng chống khua chiêng như vậy e là không phù hợp cho lắm đâu. Ủy quốc công mặc dù không xen vào được việc của chúng ta kia, thế nhưng lại là người gần gũi với hoàng thượng, ngộ nhỡ gã mà có lời gièm pha gì vài câu thôi, hoàng thượng mà nổi giận thì cũng chẳng hay ho gì cả. Như bây giờ nông dân vào thành bán rau bán gạo và các mặt hàng lương thực thực phẩm khác thu thuế cao quá, ra vào thành đều bị thu tiền cả, khiến cho dân chúng không dám vào thành nữa. Các cửa hàng trong thành không dám mở cửa, khắp nơi hoang vắng tiêu điều. Thế còn chưa nhằm nhò gì cả, cái bọn sai dịch mà công công chiêu mộ, đại đa số đều là lũ du côn vô lại khắp nơi. Bọn người đó một mặt thu thuế giúp công công, một mặt tự kiếm tiền mà bỏ túi riêng, khiến cho dân tỉnh oán thán. Đám sai dịch chiêu mộ từ mạn Cố An kia, có đứa thì công khai thanh toán thủ riêng, chẳng cần tìm một lý do nào cả. Thậm chí còn giả danh nghĩa công công đánh đập tiểu quan lại địa phương kia, rồi thì cướp bóc thương nhân qua đường, làm dân chúng khắp nơi uất hận. Bách tính Bá Châu vốn thượng võ hiếu chiến, nếu cứ tiếp tục như thế này e rằng sinh loạn mất thôi. Trương Trung thì không cho là vậy, trợn ngược mắt nói: Sinh loạn cái gì chứ, cái lũ điêu dân chắp tay đưa tiền cho bọn giả thần giả thánh thì cam tâm tình nguyện, còn đưa cho ta thì khóc lóc kể cha kể mẹ. Người chớ có lo lắng, lần này là mệnh lệnh của Lưu công công, là để xây Huyền Minh Công cho Thái Hoàng Thái Hậu kìa, để cầu phúc đấy. Việc này hoàng thượng cũng biết mà,
ta càng dốc sức thì càng thể hiện lòng trung thành thôi. Mà ngộ nhỡ có vấn đề gì thật thì đều là vì tấm lòng trung thành với hoàng thượng nên làm việc quá đà. Ta lại là gia nô của hoàng thượng, cùng lắm thì bị của trách vài câu, thế thì chỉ có càng được thêm tín nhiệm thôi. Người không phải sợ, yên tâm mà ngồi ở nha môn Chi Châu, có kẻ nào dám kiện cáo thì cứ cho đi gặp Diêm Vương luôn. Trương Trung nói xong liền hỏi lớn, Quý quốc công vẫn chưa chịu nhận tài sản của Hàm gia hay sao? Phan Chi Châu bắt đắc sĩ ngồi xuống ghế nói, nhận rồi, hắn rất tỉ mỉ, xem từng mảnh đất một, tra từng đồ vật một, hết nửa ngày mà cũng chẳng tra được bao nhiêu cả. Tiếp đó lại có đám hương nhân đã từng bị bọn giả thần giả thánh lừa đảo ra mặt cảm tạ, lại mời yến tiệc. Đến bây giờ, ngay cả nửa số tài sản cũng chưa tra xong kìa. Việc này thì Trương Trung biết rõ, bởi Trương Mậu cũng đã từng nói với ông ta. Trương Mậu thực ra không phải là huynh đệ đồng tộc của hắn, chỉ là bởi cùng họ lại hàng mèo mà gà đồng với nhau nên mới tương hợp, dùng huynh đệ làm cách xưng hô. Khi ra ngoài đối ngoại thì vẫn tự giới thiệu là huynh đệ đồng tộc. Biểu đệ của Trương Mậu là Giang Bân từ Đại Đồng tới tiếp quản quân đội của nguyên chỉ huy sứ Chu Đức An, nhậm chức Bá Châu Du Kích tướng quân. Y và Dương Lăng là bạn bè cũ, có mối quan hệ này. Trương Mậu và Dương Lăng bây giờ rất thân thiết. Hôm nay Trương Mậu và biểu đệ Giang Bân mở tiệc mời Dương Lăng, còn phái người dò hỏi xem hắn có tới dự tiệc hay không. Trương Trung cười ha hả nói, chỗ Dương Lăng thì ngươi không phải lo, hắn bây giờ là một quốc công có tiền nhưng không có quyền, khi làm công sai thì còn oai phong chút đó, đó cũng chẳng phải là có mượn cớ với vết hay sao. Chỉ là hắn dù gì cũng là quốc công, không thể hạ mình mà cướp trắng giống như ta được. Cái con gà trống chết tiệt ngải kính kia, cả nhà treo cổ, chả phải là do hắn phát hiện rồi sau đó đưa án đến chỗ nha môn Chi Châu ngươi hay sao? Dương Thanh Thiên, ngươi xem hắn quan tâm cái quái gì đến cái án này không, còn chẳng phải là cả ngày chỉ biết uống rượu tầm hoan thôi sao? Hắn ta quay người vỗ vai Phan Mạch Ni nói, không phải lo lắng, có ta ở đây rồi, đảm bảo ngươi vô sự. Giờ ta phải đi cố an xem tình hình đào mỏ thế nào, để hôm khác mời ngươi đến uống rượu sau vậy. Phan Mạch Ly thấy Trương Trung không nghe khuyến cáo, chỉ đành cười gượng rồi cáo từ ra về. Trương Trung tiễn Phan Chi Châu xong, lập tức trầm mặt xuống, nói với quản gia Hàn Bính, vừa rồi ngươi nói cố an thôi quan Hoa Ngọc đánh người của ta phải không? Hàn Bính, công công, không chỉ có vậy đâu, cái thằng thôi quan đó không biết điều, người của chúng ta đến cố an đào quặng, đám điêu dân đó đến chỗ Hoa thôi quan kiện cáo, y thường cản trở người của ta đào hố trong nhà của hưng dân phú hộ. Hôm qua chúng ta cử thuế lại xuống nông thôn thu thuế, bạo dân phản kháng đánh đuổi thuế lại, người của ta phi ngựa tới sở nha báo án cầu viện, cử người trợ giúp, cái tên Hoa thôi quan đó lại lấy cớ người của ta phi ngựa xông thẳng vào nha môn là phạm luật nên chó lại đánh cho một trận. Trương Trung phẫn nộ nói lớn, cái gàn chó có thằng Hoa Ngọc này to lắm, dám không coi ta ra gì hay sao? Hàn Bính thêm dầu vào lửa lên tiếng nói, công công, tiểu nhân thấy tên Hoa Ngọc này chắc hẳn là đã nhận đút lót của đám phú hộ kia rồi, có tên này chống lưng nên đám phú hộ hưng thân của an mới dám chống đối thuế lại của ta như vậy, do tên này vướng chân vướng tay nên các huynh đệ mới không thu được tiền. Vừa rồi sao công công không nói với Phan đại nhân chứ? Trương Trung cười lạnh nói, nói thì được ích gì chứ, đó là cố an thôi quan, chức vụ mặc dù thấp hơn Phan Bạch Linh nhưng họ Phan kia không thể bãi chức hắn được. Đi tới cố an, ta trực tiếp gặp cái thằng Hoa Ngọc này xem xương cốt của gã cứng hay là roi của ta ác đây. Tại phủ Trương Mậu, chủ khách đang tận hoan, thân phận công khai của Trương Mậu cũng là một đại địa chủ, đại thân hào. Biểu đệ của y là bạn cũ của Dương Lăng. Trương Mậu biết vậy trong lòng vui lắm. Đối với y mà nói, Dương Lăng là một nhân vật hô mưa gọi gió trong kinh thành, có duyên kết giao, thế nên chỉ có lợi chứ không có hại. Nhờ vào quan hệ của biểu đệ, hôm nay long trọng mở tiệc khoản đãi Dương Lăng. Dương Lăng vì muốn kéo thời gian dài dừng chân ở Bá Châu nên đã hạ mình đi dự tiệc. Hôm nay là lời mời của Giang Bân. Dương Lăng đang kiểm tra từng hạt một trên hai sợi dây chuyền mà nghe nói mỗi sợi có tới 108 hạt chân châu của Ảm gia tại nha môn Chi Châu. Vừa nghe có người mời đã bốc đít đi luôn. Phan Mạch Ly nhân cơ hội đó đã tranh thủ thời gian tới chỗ của Trương Trung kể khổ. Trương Mậu không có cái tính bẩn thỉu của các hương thân địa chủ mà đối nhân hào sảng phóng khoáng. Dương Lăng nom y vậy cũng thuận mắt. Trong lúc nói chuyện mới biết thì ra tổ tiên của Trương Mậu không phải người Hán mà là hậu duệ của Đoá Nhan Tam Vệ vào thời kỳ Vĩnh Lạc năm xưa di cư vào nội địa. Lúc đó có một số lượng lớn hậu duệ của Đoá Nhan Tam Vệ được bố trí tại Bá Châu. Tổ tiên Trương Mậu đổi sang họ người Hán định cư luôn ở đây, trải qua hơn trăm năm thì lập được cơ nghiệp này.
Giang Bân gật cổ đắc ý tâng bốc mối quan hệ năm xưa giữa biểu huynh và Dương Lăng ở Kê Minh Dịch. Năm đó, Dương Lăng còn là một sư gia ở Nha Môn Chi Huyện. Trong trận Kê Minh Dịch thì căn bản không có chiến tích gì. Nhưng với cái miệng của Giang Bân thì Dương Lăng sinh ra đã là một đại tướng hữu dũng hữu mưu. Trận Kê Minh Dịch mà không có Dương Lăng thì sớm muộn cũng bị san thành bình địa. Dương Lăng nghe thấy mà buồn cười, Trương Mậu thì không hoài nghi gì. Dương Lăng ở Đại Đồng, ở Giang Nam, ở Malacca cho tới Tứ Xuyên đều là một vị tướng hữu dũng hữu mưu. Có ai ngờ là cái thời Kê Minh Dịch đó hắn mới chỉ là một thằng nhãi danh. Nghe những gì Giang Bân giới thiệu, Trương Mậu khâm phục, liên tục nâng chén kính rượu Dương Lăng. Ba người vui vẻ mấy chén, Giang Bân nhân lúc hàn huyên nói chuyện mà hỏi: Quốc công, khi ta tới Nha Môn Chi Châu mời tiệc, có gặp thái giám trong triều đi ra, vậy trong triều có hạ ý chỉ gì vậy? Lẽ nào là xử lý việc loạn dân thắng phương chấn xưng đế hay sao? Dương Lăng thực ra đêm qua đã nhận được mật chỉ của Chính Đức. Hoàng đế Chính Đức thấy Dương Lăng lén lén lút lút thông qua đường Nhất Tiên trình mật tấu lên, lại muốn đi phi hành xử án, nhất thời cao hứng, lập tức nóng lòng muốn tới Bá Châu gặp hắn, cùng nhau trị tham quan bắt đạo tặc. Chỉ là lúc đó miệng lưỡi của tam đại học sĩ thì y không thèm để ý, còn cái miệng của Đường Nhất Tiên thì y chịu không nổi. Chủ ý vừa mới nói ra là đã nghe phải tiếng sư tử gầm, gầm đến mức Chính Đức sợ vãi linh hồn, ngoan ngoãn bỏ chủ ý xuất kinh làm loạn, liền hạ chỉ trả lời Dương Lăng, lệnh hắn tiết chế quan lại, binh mã Bá Châu toàn quyền phụ trách các việc liên quan. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 163 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy cũng xin thông báo từ ngày mai thì Khánh Duy sẽ chạy hai bộ, bộ Xuyên Không và bộ Tiên Hiệp, thì bắt đầu từ tập 164, bộ Xuyên Không sẽ được di chuyển lại qua kênh Chuyện Làng Ngọng. Mình sẽ bắt đầu làm lại kênh Chuyện Làng Ngọng và chạy song song với kênh kênh cũ chúng ta là Audio Kiếm Hiệp. Rất mong quý vị thông cảm cho sự bất tiện thời gian vừa qua của Khánh Duy. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.